chào mừng anh em quay trở lại với cổng game thiên đường trò chơi nhà mình nha em ơi. Lại là boy gõ tài xỉu đây em ơi. Đấy, hôm nay lên cho anh em là cái vốn là 73M này. Có thể hôm nay vốn 73M anh em vào gõ cho nó gọi là rực rỡ ngày hôm nay không nha em ơi. Đây, hôm nay không biết cầu cá hôm nay đi như thế nào nè. Anh em mình vào gõ cho nó gọi là san chín với cổng game là gọi là thiên đường trò chơi nha em ơi. Rồi, ta đi cho mình tay gì đây? Ta đi cho mình lại cho mình cái tài 3M đi. Hôm nay nạp vốn to anh em vào gõ cho nó gọi là rực rỡ. Rực rỡ luôn em ơi. Đi cho mình quả tài 3M này. Đấy, đi nhỉ nhàng cho mình quả tài 3M nhá. Có tài lại nên mình hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn em ạ. Quả này có tài là hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn nhá. Có tài cũng đây. Mở bàn tới đâu là đi là phải cho nó gọi là rực rỡ nhá. Ôi, còn quả này thì đi nhỉ lại cho mình cái tài luôn em ơi. Quả này đi nhỉ cho mình cái tài 4M luôn đi. Vào làm quả 2 cây cho nó gọi là rực rỡ em ạ. Và làm bỏ câu 2 cây cho nó gọi là rực rỡ nha. Tôi đánh là phải cho nó gọi là sân chín luôn. Úi dồi ôi, mã tại đây về xỉu à. 5-3 ra 2 luôn em ơi. Ôi ta đi tiếp tục với mình cái tài 6M luôn đi. Về quả tài này 6M đi em ơi. Có tài hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn. Có tài hấp cho nó. Úi dồi ôi mẹ. 1-1 ra 6 à. Má chưa gì vào lỗ 10M luôn em ơi. Chưa gì vào lỗ 10M, cay thật sự luôn đấy. Ôi không sao, ta đi tiếp tục về xỉu cho mình cay 13M đi em ơi. Gỡ lại đi. Quả này đi cho mình cây xỉu 13M gỡ lại luôn nha em ơi. Có xỉu là hấp luôn cho nó gọi là rực rỡ nha em ơi. Từ đây có xỉu là hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn này. Rồi quả này có xỉu không đây? Quả này có xỉu không? Có xỉu là hấp cho nó ngon lành luôn này. Tôi đánh là phải cho nó gọi là rực rỡ luôn. Đánh là phải cho nó gọi là rực rỡ luôn nha. Có xỉu lớp luôn này. Ôi mẹ 24 à. Má quả này căng quá nè mình. Tiếp tục đi cho mình cây 30M đi. Má chưa gì vào lỗ 20 mấy M nè mình. Ôi làm cây 30M gỡ lại nè mình. 30M về cho mình cái tài nha. Có tài là hấp lại luôn cho nó gọi là ngon lành luôn này. Có tài không? Ôi 5-5 ra 4 hấp luôn em ơi. Quả này 5-5 ra 4 hấp luôn nha. Lời lãi lại được 5M này. Quả này lời lãi được 5M quá là ok luôn đấy em ơi. Quả này lời lãi được 5M là quá là ok nha. Đấy đánh là phải cho nó gọi là ngon lành như thế. Đánh là phải cho gọi là ngon lành như thế em ơi. Rồi ta đi tiếp tục về cho mình tay xỉu đi. Xỉu cho mình cây 3M đi em ơi. 3M rưỡi đi. Tiếp tục về cho mình tài xỉu nhá. Quả này có xỉu là hấp luôn cho nó gọi là rực rỡ em ơi. Quả này có xỉu hấp luôn cho nó gọi là rực rỡ nhá. Tôi đánh là phải cho nó gọi là săn chín với cổng game thiên đường trò chơi luôn em ơi. Tôi đánh là phải gọi cho nó gọi là săn chín với cổng game thiên đường trò chơi nhá. Đấy tiếp tục về cho mình tài xỉu 30.5 này. Về cho mình tài xỉu 30.5 này. Có xỉu không đây? Có xỉu là hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn em ơi. Quả này có xỉu là hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn nha. Có xỉu không? Ôi 1-4-5 hấp luôn em ơi. Đấy quả này 1-4-5 hấp luôn. Ok chưa em ơi? Quả này ok chưa? Đấy ok phát liền cho nắm nóng luôn em ơi. Quá là ngon lành luôn đấy. Anh em thấy rực rỡ chưa? Ngon lành liền. Đấy lời lãi ngay. Thôi ta đi cho mình cái xỉu 8M tiếp đi. Xỉu là 3M 800 đi mình. Xỉu 3M 800 nha. Đang lời lãi 5M. Quá là rực rỡ luôn đấy. Quả này quá là rực rỡ luôn đấy mình. Tôi đánh là phải cho nó gọi là xanh chín luôn. Đánh là phải cho nó máu đi mình. Không máu không phải là bôi gõ tài xỉu nha mình. Đánh là phải rực rỡ như thế. Tiếp tục với cho mình tài xỉu nha. Rồi anh em nào muốn chơi cổng game thì được trò chơi nha mình thì mình cứ để phần link game dưới phần là mô tả nha mọi người. Anh em nhắn vào tải game chơi của mình nha. Cổng game nhà mình là cực kỳ là uy tín sân chính luôn, nạp giúp một mộ cho anh em luôn. Nạp tiền cực kỳ nhanh, rút tiền về tài khoản ngân hàng của anh em tầm 1 đến 2 phút thôi em ơi. Rất là nhanh gọn lẹ luôn đấy. Rồi, tại đây có xỉu không? Có xỉu là hấp luôn này. Ôi, 2-3 ra 4 hấp luôn em ơi. Quả này 2-3 ra 4 là hấp luôn nha. Quá là ok luôn. Đấy, anh em nào muốn chơi cổng game thì được trò chơi nha mình thì mình cứ để phần link game dưới phần là mô tả đấy em ơi. Anh em nhấn vào tải game chơi của mình nha.
cổng game nhà mình là cực kỳ là uy tín luôn đấy, anh em thấy rực rỡ chưa, lời lãi ngay luôn em ơi, lời lãi sương sương được là 12m đấy. Thôi đánh nhỉ 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 nhà lại luôn, tài đánh cho mình 2m đi, 2m 400 này, 35k em ơi, 2m 435k nha. Về cho mình tiếp tục tài xỉu luôn em ơi, quả này đi cho mình là cái xỉu luôn, có xỉu là hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn em ơi, quả này có xỉu là hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn, có xỉu không đây, quả này có xỉu không, có xỉu là hấp cho nó gọi là ngon lành luôn nha em ơi. Đấy quả này đi cho mình tài xỉu này, xỉu cây 24 em ơi, có xỉu là hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn. Ôi một này ở hai trời ơi, một 6-5 à, má hơi cay đấy em ơi, quả này một 6-5 hơi cay đấy. Ôi không sao, đang lời đang lãi mà em ơi, quả này đang lời đang lãi thì cứ nhỉ nha mà gõ thôi, quả này đang lời đang lãi thì cứ bình tĩnh thôi em ơi, đánh là phải cho nó gọi là rực rỡ. Rồi tiếp tục về gì đây, tay đi tiếp tục về cho mình là tài 12 à, 12 về xỉu này mày, quả này đi cho mình cái xỉu 3m đi, quả này đi cho mình cái xỉu 3m nhá, antenna anh em mình chốt lại nghỉ luôn cho nó gọi là rực rỡ nha mày, antenna anh em mình chốt lại nghỉ luôn cho nó gọi là rực rỡ này, có xỉu là hấp luôn cho nó nóng anh em mày, có xỉu là hấp luôn cho nó nóng anh em ạ, đánh là phải cho nó gọi là xanh chín nhá. Rồi tên này có xỉu không, quả này có xỉu không đây, có xỉu là hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn, có xỉu không, ôi lại sau 4-3 à, ôi dồi ôi cay quá em ơi. Thôi hôm nay lời lãi được là 7m là quá là ok nha em ơi. Thôi tôi xin tạm dừng video tại đây nha, chúc anh em chơi cọc tuyến đường trời chơi thắng lớn nha em ơi. Rồi bye bye anh em nha, hôm nay lời lãi được 7m là quá là ok rồi, thôi bye bye anh em nha.